Thưa quý vị, chiều nay ngày 24 tháng 12, Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nghị quyết 21 ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020. Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh dự tại điểm cầu Hà Nội. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Bình Triết chủ trì điểm cầu Đà Nẵng. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh. Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là trụ cột chính đảm bảo an sinh xã hội. Qua quá trình triển khai, đề nghị các bộ ngành địa phương đánh giá toàn diện, khách quan những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất là về công tác tuyên truyền, phổ biến, hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật, công tác quản lý nhà nước cũng như những vấn đề rút ra từ thực tiễn, để từ đó tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quan trọng này trong thời gian tới, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Qua 8 năm thực hiện nghị quyết 21, đến ngày 31 tháng 12 năm 2020, đã có hơn 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng 10 lần so với năm 2012. Đến hết năm 2020, độ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,97%. Tuy đạt mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân, nhưng tỷ lệ người dân được ngân sách đóng và hỗ trợ mức đóng vẫn ở mức cao với 58% đối tượng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Bình Triết cho biết, cùng với cả nước, Đà Nẵng đã triển khai thực hiện nghị quyết 21 với nhiều giải pháp và đạt kết quả tích cực. Năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội tăng hơn 41% so với năm 2012, nhưng năm 2020 giảm xuống do tác động từ đại dịch COVID-19. Năm 2020, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp tăng gần 30% so với năm 2012. Độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 97,7%. Chúng tôi thấy là phải xác định rõ việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, chứ không giao khoán cho ngành bảo hiểm. Thứ hai là cần phải làm tốt cái việc giao chỉ tiêu kế hoạch và chú ý tập trung cái đối tượng khai thác mới ở những đơn vị là chưa có cái đăng ký tham gia. Thứ ba là đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, đặc biệt là tận dụng cái tiện ích và cái nền tảng công nghệ thông tin và mạng xã hội để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tư vấn về công tác bảo hiểm. Và cái thứ tư là phải gắn trách nhiệm thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các cơ quan doanh nghiệp với cái vấn đề thi đua khen thưởng để làm tốt hơn cái việc đảm bảo quyền lợi đóng và thụ hưởng chính sách bảo hiểm của người lao động và của nhân dân. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, Đà Nẵng đề nghị Trung ương cần có nghị quyết riêng về bảo hiểm y tế, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm, đề nghị bổ sung thẩm quyền cho cơ quan bảo hiểm xã hội về giải quyết và thụ hưởng chế độ bảo hiểm. Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần tăng mức hỗ trợ từ ngân sách hoặc có điều chỉnh phù hợp căn cứ khả năng ngân sách địa phương. Ngoài ra, cần mở mã thẻ bảo hiểm y tế của người nghèo, cận nghèo theo chuẩn địa phương, có cơ chế xử lý nợ của các đơn vị không còn hoạt động, phá sản, giải thể.